lộ đường dây môi giới mại dâm trên ứng dụng Telegram. Vừa qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây chuyên môi giới mua bán dâm qua mạng xã hội, hoạt động ở nhiều địa phương với sự tham gia của nhiều chân rết, móc xích. Đầu năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của một nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram có tên Dendrisis. Kênh môi giới này có khoảng 4.000 thành viên. Trong nhóm đăng các nội dung, quy định hoạt động, đăng tải và giới thiệu thông tin của các gái bán dâm được đặt là Baby, có địa bàn hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội và luôn chào hàng các Baby là sinh viên, nhân viên công sở. Các khách mua dâm được đặt là Daddy phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt Baby và thỏa thuận giá tiền. Sau đó, nhà môi giới sẽ cho kết nối giữa Daddy và Baby. Kết thúc hợp đồng, Baby sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khách cho các đối tượng quản lý, môi giới. Trong đó, số tiền Daddy phải trả dao động từ 3 đến 10 triệu tùy theo các gói thỏa thuận. Đáng chú ý, để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng quản lý nhóm chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telegram và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch. Thành công, tiền thanh toán đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín kẽ. Xác lập chuyên án đấu tranh, tổng hợp tài liệu từ các nguồn trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an bước đầu xác định hai đối tượng có hoạt động môi giới và bảy gái bán dâm. Theo đó, hai đối tượng hoạt động môi giới là đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1992, trú ở Hà Nội, là đối tượng quản lý điều hành nhóm Dendrisis, chịu trách nhiệm liên lạc với khách mua dâm, gái bán dâm, và đối tượng Bùi Anh Quân, sinh năm 2001, tạm trú ở Hà Nội, có vai trò cùng điều hành quản lý gái bán dâm Baby trên nhóm. Bảy gái bán dâm đều là thế hệ 9X, các đối tượng này sử dụng các tên ảo với cách đặt tên nhằm gây sự tò mò đối với khách hàng. Trên cơ sở hội đủ các tài liệu thu thập được, chiều ngày 12 tháng 1, 5 tổ công tác của Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra hành chính, triệu tập, khám xét 5 địa điểm là nơi mua bán dâm, nơi ở của các đối tượng. Tại Hà Nội, ban chuyên án triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên, tiến hành kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm. Tại Nghệ An, ban chuyên án triệu tập 2 đối tượng môi giới là Bùi Anh Quân và Phạm Sĩ An, cùng sinh năm 2001, và khám xét tại nhà của Bùi Anh Quân. Quá trình khám xét, ban chuyên án đã thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật cùng tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng tháng 7 năm 2021, hai đối tượng là Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên đã bàn bạc lập nhóm Telegram đặt tên gọi là Dendrisis với mục đích môi giới giữa Baby và Daddy trên mạng Internet. Thực hiện kế hoạch của mình, Kiên và Quân đã lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận, Quân tìm Baby có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi lượt. Số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Sau khi bán dâm, Baby phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên. Sau đó, các đối tượng sẽ chia nhau 15% mỗi người. Còn công việc của Kiên là liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin. Sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram Dendrisis. Ngoài các hoạt động trên nhóm Dendrisis, Bùi Anh Quân còn quản lý nhóm Lensesis, Lensesis Sweep, The Chatting Group với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Với mỗi lần bán dâm, Quân sẽ hưởng 30% số tiền bán dâm. Nếu Baby là do An tìm được thì Quân sẽ chia cho đối tượng này 15%. Theo hồ sơ, Phạm Sĩ An là sinh viên đại học, ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm. Để khai thác nguồn Baby, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sĩ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội như Tinder, Telegram, và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các Baby tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên. Hiện cơ quan điều tra, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sĩ An để điều tra mở rộng vụ án. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!